Theo hãng thông tấn chính thức Triều Tiên KCNA, tại hội nghị mở rộng lần thứ 5 của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8, dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong Un, Triều Tiên đã quyết định triển khai những biện pháp răn đe chiến tranh quan trọng và thực chất nhằm ứng phó với tình hình hiện nay. Nước này đồng thời cảnh báo các hành động khiêu khích chiến tranh của Mỹ và Hàn Quốc đang tiến tới làn danh đỏ. Tình hình trên bán đảo Triều Tiên dường như đang xấu đi. Vào năm 2022, Triều Tiên đã tiến hành một số vụ thử tên lửa kỷ lục nhằm thể hiện khả năng của nước này trong việc vận chuyển đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân tới các mục tiêu xa hơn. Xu hướng này đã tiếp tục trong năm nay khi Mỹ và Hàn Quốc nối lại và mở rộng các cuộc tập trận chung quy mô lớn. Theo quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên hồi tuần này đã bắn một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ngoài khơi bờ biển phía Tây và nước này đang phân tích khả năng Triều Tiên có thể đã phóng nhiều tên lửa đồng thời từ cùng một khu vực. Người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Đại tá Lee Sung-chun nhấn mạnh. Các cuộc tập trận chung được thiết kế để tăng cường khả năng ứng phó của Liên minh bằng cách tập trung vào kịch bản tập trận về các mối đe dọa và môi trường an ninh đang thay đổi, chẳng hạn như chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên, cũng như những bài học rút ra từ các cuộc chiến tranh và xung đột gần đây. Kịch bản ăn miếng trả miếng không có dấu hiệu giảm leo thang, khi cả hai bên đều tuyên bố đang tiến hành các hành động phòng thủ và cam kết sẽ tiếp tục các hoạt động này. Bà Kim Jo-chung, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi đầu tuần này cho biết, bất kỳ động thái nào nhằm bắn hạ một trong những tên lửa thử nghiệm của nước này sẽ bị coi như một lời tuyên chiến, đồng thời đổ lỗi cho các cuộc tập trận quân sự chung đã làm gia tăng căng thẳng. Mỹ sẽ tổ chức một cuộc họp không chính thức của các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tuần tới về vấn đề Triều Tiên. Động thái được dự báo có thể đẩy căng thẳng leo thang hơn nữa.